các bà con, hôm nay Quỳnh đang ngồi kế một cái buồng dừa sim lùng đó bà con ha, 28 trái. Bà con thấy nguyên một cái buồng rất là nhiều trái và rất là gọi là khích trái ha bà con ha. Bà con trồng một cây dừa như thế này tầm khoảng 2 năm tới 2 năm rưỡi nó sẽ cho bắt đầu cái lưỡi mèo đầu tiên. Và một năm như vậy một cây dừa sim có thể cho bà con từ 12 đến 16 buồng dừa. Chúng ta vừa có thể trồng để làm thức uống cho gia đình mình, vừa có thể là kinh doanh thương mại cái loại dừa này. Và dừa sim lùng đặc tính là nước rất là ngọt và rất là sai trái như thế này, và bán giá cũng khá là ổn định cho các cái resort cũng như cho những cái quán nước, những cái nhà hàng. Nên Quỳnh tin chắc là ai cũng thích những thức uống tự nhiên, ai cũng hướng về thiên nhiên thì dừa là sẽ là một trong những cái loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và bền vững trong thời gian tiếp theo. Bà con có thể nghiên cứu nhiều hơn về loại này để chúng ta trồng cho khu vườn của mình nha. Rất là phù hợp với nhiều vùng đất khác nhau nên bà con chúng ta hãy mạnh dạn lên đầu tư cho cái loại này. Bên cạnh dừa sim lùng thì chúng ta còn có dừa đỏ Mã Lai và dừa sim dứa nữa nha bà con nhé. Cũng là những giống dừa rất ngon, Quỳnh muốn chia sẻ với bà con trong những video tiếp theo. Thank you.